được chưa? Bây giờ em nghe thầy nói sơ qua cái phần diệt phách của cái bài này để mình tập cho nó đúng ha. Để ý chỗ nào mà mình phải để tập trung vô chỗ khó. Cái nó đang là một phách ha, một phách là mình cứ dậm chân xuống đánh. À, cứ dậm chân xuống, em phải tập cái chân nghe nhịp nha. À. Đó, hai ô đầu tiên thì chúng ta đã đánh rất là dễ dàng. Mi à mi mi đô mi fa mi mi đô mi fa rê. Tới ô thứ ba này. Ô thứ ba nó sẽ khác, nó sẽ di chuyển cái bàn tay trái của mình, bass của nó là gì, nó si. Ô thứ ba nó si là mình di chuyển qua, mình nên đánh là nó. Mình đánh là nó đồ, nó son. Tay trái nè. Đồ son, đồ son. Thì cái ngón tay là ngón số 5 và ngón số 1. Đúng không? 5 và ngón 1. Thì khi mà qua ô thứ ba là tay phải nó rơi. Thì tay trái mình di chuyển qua, di chuyển cái ngón số 5 qua là ngón út đó và nó si. Vào nốt pha bên tay trái liền. Si son fa son. Si son à si son fa son. Thấy chỗ này chưa? Tay trái đó. Thấy chưa? Si son fa son. Đó, mình phải di chuyển. Mình tập di chuyển, làm lại nè, làm lại nè, làm lại nè. Nắm được chưa? Nắm chỗ này chưa? Đó. Bây giờ mình đánh hai ô đầu tiên, mình sẽ di chuyển qua ô thứ ba nha. Mi mi đồ mi fa mi mi đồ mi fa di chuyển rơi rơi đồ rơi fa à rơi rơi đồ rơi mi đồ đây ô thứ tư thì nó sẽ khác nữa. À, ô thứ tư là nó sẽ khó hơn ô thứ ba. Vì ô thứ ba, ô thứ tư nó sẽ di chuyển là khi đánh nó đồ tay trái nè. Đồ nè. Rơi rơi đồ rơi đi. Đồ tay phải nó đồ. Thì tay trái đặt qua nốt mi. Ngón số 3 đặt qua nốt mi nó sẽ khác ngón tay, nó bị phân tâm một chút này, khác ngón tay ha. Khi đánh nó đồ, tay phải nó đồ, tay phải nó rơi. Đồ rơi mi là ô cuối cùng của tay phải, đánh ba nốt trên. Thì trong khi đó tay trái mình sẽ đổi ngón qua là mi son, mi son. À, mi, mi son. À, đồ rơi là tay phải đánh tay trái đánh mi son. Bắt đầu là tay phải đánh nó mi là tay trái đánh nó đồ son mi đời đồ. Đó, đó là khó. Cái khó ở ô thứ nhất, ở dòng thứ nhất là ô thứ tư. Thấy chưa? Di chuyển tay à, nó phải tập nè. Nghe lại nha. À, em nghe lại nha. Son mi đời đó, nó
khó, nhưng ô thứ tư của dòng thứ nhất nó đã xuất hiện ở chỗ đó đó. Chỗ này có hiểu chưa? Đúng rồi, ô cuối cùng đó thì thầy đang làm mẫu cái ô cuối cùng cho em đó, và ô bắt đầu đánh hai ô đầu tiên là nó đơn giản nè. Đi luôn nè, đồ son mi đời đồ, rồi trong khi đó tay phải giữ rồi nó đi thôi. Yeah. Rồi nó sẽ lặp lại ô dòng thứ hai, nó sẽ lặp lại hai ô đầu tiên giống hai ô đầu của dòng một. Hiểu chỗ này chưa? Nó chỉ khó là đi đi bát từ ô thứ tư dòng thứ nhất thôi. À, ví dụ nè. Nhất là ngay chỗ dòng một ô thứ tư. Bắt đầu xuống dòng hai nha. Sau khi mà đi ô thứ tư nè. Khó là tay phải, ngược lại tay phải mình đánh liên tục móc đơn. Mi pha rời mi đồ, mi pha rời mi đồ, trong khi đó tay trái chỉ đánh là nốt đô xoắn đô thôi. Mi pha rời mi đồ, mi pha rời, đó nó xin gần tay nè, thấy chưa? Mi là tay phải đánh nốt mi, nhưng tay trái là xuất hiện bass đô. Mi pha ba đời, tay phải nó rời thì tay trái ngược lại nó xót. Mi ba đời mi đồ, đó đó là dòng thứ hai nó xuất hiện. Nó đồ này, nó đồ. Bây giờ thầy nói lại lúc đầu đồ nè, một tay riêng tay trái nè, đồ son đồ. Son đồ son ô thứ hai đó, son xì son ô thứ ba xuất hiện là mình giãn tay ngón số 5 đi qua, nó dời dời lại nó xì xì son pha son xì son pha son, bắt đầu là nốt mi là xuất hiện là ngón số 5 à, nhưng mà lúc này là chúng ta sẽ đánh ngón số 3 thôi. Đánh xuống số 3 thôi cho dễ, chứ đánh xuống số 5 thì sẽ khó. Em sẽ đến cuối xong, nó sẽ dồn hai dồn cái tay lại, dồn tay lại mi son. Trong năm ngón tay thì chúng ta dùng ở 3 nốt à, cho nên dùng ngón số 3 thôi. Nhớ nha, chỗ đó sửa lại là dùng ngón số 3 thôi nha. Nốt mi á, nốt mi tay trái vậy, ô thứ tư á, à, thầy đánh lại nè. Đồ son ba si son pha son, độ thứ tư là mi đó, mi là mình dùng ngón số 3 chứ các em dùng ngón số 5 nó sẽ mi son, nó sẽ là ngón 1 nữa, theo trong đây là ngón 1, nó sẽ là khó hơn, nó dùng ngón khó hơn, khó di chuyển hơn, hiểu chưa? Mình đánh ngón số 3 thôi, mi son bắt đầu đồ son đi đời đồ, nó dễ hơn. Son là tay trái là ngón số 3 thôi. Mi son đồ son đi đời đồ. Thấy rất dễ. Thấy chưa? Thấy tay không? Mi son đồ son đi đời đồ. Pha mi đồ mi pha
rồi pha son, si son pha son, bắt đầu móng chung ba lần mi luôn, mi son rồi đô son mi rồi đô, mi bát dở dở giọng thứ hai. Hiểu chưa? Trong cuốn sách này nó ghi ngón số 5 nhưng mà nó ghi đánh các bạn đánh ngón số 5 á thì nó bị là dồn ngón tay nó khó di chuyển. Rồi bây giờ cái đó là em nắm em chưa? Nắm chưa? Nắm hai dòng chưa? Rồi bây giờ xuống dòng thứ 3, dòng thứ 4 nè. Nó sẽ khó những cái chỗ này nữa nè. Thì xuống dòng thứ 3 ha. À. Mi fa re mi đô bắt đầu là nghỉ. Nhớ là nghỉ. Chúng ta sẽ chuyển xuống là nó rơi, tay phải nó rơi, tay trái chúng ta sẽ là nó bị chen lại nha, lặp lại là nó xì lại, rơi 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 đồ rơi đi đó, rơi rơi đồ rơi là qua nó, tay trái nó tha nè, nó khó nè, nó giống ở trên á, nó giống như là xuất hiện dòng trên á, rơi 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 đồ rơi đi rơi, lặp lại rơi đồ rơi đi pha đó, phá này là chúng ta là tay trái chúng ta bỏ ngón số 4 qua nó rơi liền à, pha pha son mi, tay là xuất hiện khó ngay ở bài này là ở chỗ này, pha pha son mi mi pha mi chỗ này nha, để ý nha, pha pha son mi mi pha mi rơi đồ mi rơi đó, nó sẽ đi bát dời, nó giống như là ở dòng thứ nhất, dòng thứ nhất mà ô thứ tư đó thì đây khó hơn, lặp lại cho ta nè, ô thứ ba dòng ba nè, pha pha son mi, thầy làm chậm nha, pha pha son mi đó, bát sẽ đi đến đồ, bắt đầu là mi pha mi rơi đồ, mi pha mi rơi đồ mi rơi, nó khó cho bạn nữa nè ha. Pha pha son mi mi pha mi là pha pha là nốt rơi nè, pha pha son mi mi pha mi rơi đồ đó, đồ là tay phải nó nốt đồ nhưng mà tay trái đi luôn bass mi, rồi là mi mi rơi là một lúc đi bass rơi son pha mi rơi chưa? Thấy chưa? Hiểu chưa? Làm lại nha. Pha pha son mi mi pha mi đời đồ mi đời. Đó. Pha 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 son mi mi pha mi đời đồ mi đời. Đi dời mi mi đồ mi pha mi mi đồ mi pha đời. Tập lại cho thầy ha, à, để tập lại nhiều lên, rồi những cái chỗ nào khó thầy đã sẽ chỉ hết, những chỗ đó khó khó thì tập nhiều chỗ đó để mình liền lạc hai tay lại, nhớ là nó đen, rồi cái chỗ là cái khó trong bài này là ngay chỗ nó đen móc đơn á, pha 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 son mi đó, đó pha rồi dặn xuống đánh tiếp, pha pha son mi mi pha mi rơi đồ mi rơi à, thấy chưa? Rồi chúng ta nghỉ nha, ok rồi.